Bạch sư phụ, có một bạn đồng tham lúc trước ở bên khất sĩ, bên hòa thượng khất sĩ nói là Phật tử tại gia không ngồi thiền được vì gia chạm ngoài đời nhiều dao động, không được tịnh tâm, không nên ngồi thiền. Còn tổ sư thiền tại gia rất dễ tu, con hơi thắc mắc điều này, kính xin sư phụ từ bi khai thị. Theo mà cái tổ sư thiền á ha, ông Doa cũng có kiên tâm, thừa tướng cũng có kiên tâm, bộ trưởng cũng có kiên tâm, bà già dài gánh tay bưng đi giao ở ngoài đường cũng kiên tâm. Mà con nít còn nhỏ cũng nhờ kinh Pháp Hòa lùng nữa có 8 tuổi cũng kiên tâm thành Phật. Ở trong đường lối thực hành tham tổ sư thiền đó, tôi là trích ở trong lịch sử thiền tông Trung Hoa đó. Cô họ Trịnh đó, 13 tuổi kiên tâm, người ta kêu bằng Trịnh 13 đó. Cô họ Tô đó, 15 tuổi kiên tâm. Ông nội là thừa tướng Tô Công Tổng. Thì những người này đều là tại gia, không những mà tu thiền được mà lại được kiến tánh nữa. Bây giờ cũng như mà khất sĩ đó, thì tu, nếu mà quyết tử tu cũng được kiến tánh, mà người tại gia cũng được vậy. Đâu có phân biệt là tại gia xuất gia, cũng như Pháp Bảo Đàn Độc Tổ nói đó. Nếu mà tại gia mà có tu á, mà xuất gia mà không có tu á, thì không bằng tại gia. Cũng như Độc Tổ có phân biệt 4 thứ đó: thân xuất gia mà tam tại gia. Còn những người mà thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia, nó hơn là cái thân xuất gia mà tâm tại gia. Có người thân tâm đều xuất gia, có người thân tâm đều tại gia. Thân tâm đều tại gia tức là không có tu. Thân tại gia mà tâm xuất gia tức là có tu. Thân xuất gia tâm tại gia cũng là không có tu. Là cái thành tựu hay không là do cái tu của cá nhân, là phải là có cái pháp luật cho là tại gia không có tu được. Định á, cái bằng quẩn á, hai vợ chồng với hai đứa con á, 4 người đều kiên tánh hết. Bằng quẩn, nó họ bằng. Một đứa con trai với một đứa con gái. Cái đứa con gái đó gọi là đình chiêu á. Thì á, theo cái lịch sử ghi ở trong mà truyền đăng lục đó, kiến tánh thì nó sanh tử tự do á. Thì á, bữa đó bằng quẩn á, tính là nói là ngộ á, tức là mặt trời á, ngay giữa thì là cái giờ ly á. Thì á, kêu con gái á, đi coi, nói à, coi cái mặt trời lã mà tới chín giờ chưa á ha, tức là ngay cái ngộ á ha, giờ ngộ á. Thì á, con gái cũng biết là cha mình muốn ly á ha,
thì á bị lấy cái ghế đó sẵn mà ha, tính ngồi ra ly á ha, cái gái đi ra ngoài rồi vô nói mặt trời thật, bây giờ cha đi ra ngoài coi coi. Cái bạn quẩn đi ra thì con gái đó ngồi cái ghế của cha tịch trước. Đó chuyện cha vô thì con gái đã tịch rồi. Cái bạn quẩn nói thôi, vậy thôi tôi bái chạm lời một tuần lễ sau á, để cho con gái đi trước. Thì một tuần lễ sau, thì là bây giờ là người ta biết là bạn y là thái thú á, tức là làm quan địa phương á, cũng như mà bây giờ là tỉnh trưởng á ha, là bạn của bạn quẩn. Thì á, Lợi Tham nói là ông muốn ly rồi đó ha. Thì Lợi Tham ông nói bây giờ á, ông sắp ly á ha, phải lễ lại cái gì đó, lễ mà chúng tôi mà tu theo đó ha. Thì nói là càng ha, tất cả mình đã có đó, thì á, bỏ ra ngoài hết. Còn á, tất cả mình không có á, đừng có nem vô. Tất cả cái có thì phải bỏ ra ngoài hết. Tất cả không có thì đừng có nem vô. Chỉ là nói vậy rồi tịch đó. Cái bà xã nghe vậy đó, con gái cũng ly, chồng cũng ly, rồi cái lúc đó con trai thì làm ruộng ở chỗ khác á, thì muốn báo tin cho con trai nó biết á. Thì lúc đó đó cái con trai đó lăn cúc lắc á, lăn cúc đất, cầm cái cúc đất, thì báo tin cho biết đó, nó em gái với cha cũng đã ly rồi ha. Thì á, lăn cúc lắc thì cái cán cúc á, nó dự này nó đứng nó tịch luôn ha. Cái bà nói tụi bay á cũng bỏ, ai cũng tự mình lo ly à. Thôi tôi cũng ly luôn, rồi á tự mình vô núi không có tin tức gì hết. Thì bốn người đó đều là chân tăng, sanh tử tự do, muốn ly là ly liền. Đó. Thì bốn người đều là tại gia, là phải là xuất gia mới được đâu.